Rich Kid Linda Ngô bị bố mẹ lừa nhà nghèo. Mẹ mình khi nào về mình cũng bảo là con phải tiết kiệm, nhà mình đang khó khăn, tiền nong lắm thế này thế kia. Có một ngày đẹp trời mình về Việt Nam, mình vào Nha Trang thì mình nhận ra là nhà mình có khách sạn. Đấy là cú sốc đầu đời của mình. Ngày kiếm hơn 400 triệu một tháng, không theo nghiệp gia đình. Bố mẹ mình bỏ cho mình một số tiền rất là lớn để mình đi du học sang Thụy Sĩ. Và sau khi mình về Việt Nam, mình lại quyết định làm một cái ngành khác. Vậy nên là bố mẹ mình rất là phản đối vì là mình không quyết định làm cho nhà. Chắc hẳn nhiều người từng ước mơ rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến và nói thực ra nhà mình rất giàu, ba mẹ chỉ giấu để con biết tự lập mà thôi. Những tưởng câu chuyện đó chỉ có trong cổ tích hoặc trong các bộ phim Hàn nói về người thừa kế. Nhưng trường hợp của Linda Ngô, một nàng TikToker nổi tiếng, lại chứng minh điều này là sự thật. Sở hữu hơn 4,6 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok, Linda Ngô được biết đến qua những đoạn clip yêu đương hài hước cùng bạn trai Phong Đạt. Hot girl sinh năm 2000 không chỉ xinh đẹp, nóng bỏng mà còn có học vấn cao. Cô sinh ra và lớn lên ở Moscow, Nga và học ngành quản trị khách sạn và tổ chức sự kiện tại một trường tư đắt đỏ ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trước khi được gắn danh xưng Rich Kid với những lần mua sắm hàng hiệu xa xỉ, Linda từng sống rất tiết kiệm vì nghĩ nhà mình nghèo. Cụ thể, trong một đoạn clip được cô nàng đăng tải trên trang cá nhân, Linda tiết lộ bản thân không biết là nhà mình giàu cho đến khi cô 10, 11 tuổi. Vì từ nhỏ sống với mẹ ở Nga, mẹ dạy Linda tính tiết kiệm, không được tiêu xài hoang phí. Mãi cho đến lần về Việt Nam chơi, cô mới biết nhà mình sở hữu một khách sạn hoành tráng tại Nha Trang. Nàng TikToker nổi tiếng chia sẻ, tới tầm 10, 11 tuổi, mình vẫn không hề biết gia đình mình có điều kiện. Trước đó sống cùng mẹ ở Nga, mẹ lúc nào cũng bảo phải tiết kiệm, gia đình khó khăn về tiền nong lắm. Rồi một ngày mình về Việt Nam và nhận ra gia đình có một tòa khách sạn, đó thật sự là cú sốc đầu đời của mình. Mình nhớ được đó, con của bạn bè bố mẹ mình nói là ôi nhà mày giàu lắm. Mình lập tức phủ nhận chuyện này vì cho rằng gia đình đang khó khăn, ai ngờ mình bị lừa. Tuy nhiên cô cũng hiểu rằng việc ba mẹ không nói với mình nhà mình có điều kiện là để bản thân rèn luyện được tính tự lập, có ý chí kiếm tiền và chi tiêu hợp lý hơn. Hơn thế, cơ ngơi có được bây giờ cũng là do ngày trước ba mẹ Linda xuất khẩu sang Nga lao động nên họ muốn con cái hiểu được giá trị của đồng tiền, không tiêu xài hoang phí. Có lẽ chính vì cách dạy con đó của ba mẹ mà chỉ mới 22 tuổi, cô nàng đã cá kiếm được hơn 400 triệu mỗi tháng chỉ nhờ xây dựng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và YouTube. Tuy nhiên, Linda cũng vấp phải nhiều phản đối từ gia đình khi từ bỏ sự nghiệp kinh doanh trong nhà để tập trung xây dựng công việc hiện tại. Linda bộc bạch, đợt đó thì ba mẹ mình bỏ cho mình số tiền rất lớn để mình đi du học Thụy Sĩ, nhưng mình lại về Việt Nam và quyết định làm ngành khác nên ba mẹ mình rất phản đối. Thay vì nhục chí, cô nàng đã biến sự không đồng tình ấy thành động lực để cố gắng hơn. Nàng hot TikToker cho hay khi bố mẹ không tin vào mình thì cô có cấu, nhưng người đẹp 2K đã biến sự cấu ấy thành động lực để cố gắng hơn, để chứng tỏ bản thân mình. Và Linda đã chứng minh được điều ấy khi cô và bạn trai trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất nhì chớp chớp. Không chỉ vậy, hai người còn kiếm tiền từ các nền tảng mạng xã hội khác và sở hữu thương hiệu thời trang riêng, hoàn toàn không phụ thuộc vào cơ ngơi của ba mẹ. Nhắc đến sự nghiệp TikTok, cô nàng cho biết ban đầu chỉ đơn thuần là tự phát làm cho vui. Cụ thể, Linda cùng bạn trai Phong Đạt thường quay những video ngắn bắt trend cũng như lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào. Thế nhưng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người đến vậy. Trong các clip của mình, Linda Ngô xây dựng hình tượng cô gái hay dỗi và sở hữu full combo quyền lực của người phụ nữ trong gia đình. Ngược lại, đàn trai có vẻ sợ bạn gái một phép nhưng cũng không kém phần lém lỉnh, rất thích trêu ngược để nàng giận dỗi. Ngoài sự nghiệp ngày càng phát triển, mối tình của Linda và người thương cũng khiến dân tình ngưỡng mộ không kém. Cả hai đã là bạn của nhau từ thời còn ở Nga. Sau khi về Việt Nam, hai người nên duyên nhờ một lần cưỡng hôn rồi dọn về chung một nhà. Vì cặp đôi kiếm tiền chung với nhau nên cả hai cùng thoải mái. Linda và Phong Đạt có cách chi tiêu riêng, bọn mình rất thoáng với nhau nên nếu đối phương thích gì thì ủng hộ nhau mua thôi. Suy nghĩ thoải mái thoáng với nhau thì việc gì nó cũng không quá khó xử nữa. Trong mắt Linda, Phong Đạt là người trưởng thành tâm lý và thể hiện tình yêu bằng hành động. Còn trong mắt Đạt, người yêu đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu mới gặp. Với họ, đối phương vừa là bạn thân chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, vừa là người có thể tin tưởng dựa vào để vượt qua mọi sóng gió cùng nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày.